Xin chào các thợ hàn chuyên nghiệp, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đập hộp một siêu phẩm mới toanh của công ty Học Ký, sản phẩm máy hàn điện tử MMA 300 Pro. Một chiếc máy hàn đủ mạnh mẽ phục vụ trong ngành công nghiệp nặng như là thi công công trình kết cấu thép, đóng tàu, hàn bình bồn áp lực. Sản phẩm được thiết kế riêng dành cho các thợ hàn chuyên nghiệp. Một bộ sản phẩm gồm có một máy hàn MMA 300 Pro được đóng gói chắc chắn và hai cọc nối dài, đi kèm với cuốn sách hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành 18 tháng chính hãng đến từ Học Ký. Với công suất làm việc mạnh mẽ và cung cấp một dòng hàn đầu ra có công suất từ 20 đến 300A, máy hàn tốt với que hàn có kích thước từ 2,6 đến 6mm. Hiệu suất chu kỳ làm việc đạt tới 100% tại mức dòng hàn 300A ở môi trường nhiệt độ 40 độ C, có nghĩa máy có thể hàn liên tục trong vòng 10 phút mà không báo quá nhiệt. Máy hàn điện tử MMA 300 Pro sở hữu ngoại hình chắc chắn, bên ngoài được phủ một lớp sơn tĩnh điện an toàn, phòng tránh tình trạng rò điện. Cùng với đó là sự bố trí hợp lý của các phím chức năng. Máy còn sở hữu cho mình hai tay cầm nhôm cứng cáp, giúp người dùng dễ dàng mang vác di chuyển. Mặt trước của máy được trang bị núm AirForce để người dùng thuận tiện điều chỉnh trong quá trình làm việc. Với chức năng AirForce, các tình trạng dính que hàn và ngắt hồ quang khi hàn sẽ được giảm thiểu. Thêm một điểm đặc biệt được tích hợp trên MMA 300 Pro đó chính là chế độ tự động của quạt tản nhiệt. Quạt sẽ không hoạt động khi mới vận hành, thay vào đó, chỉ khi nhiệt độ bên trong máy lên đến khoảng 40 độ C thì quạt mới hoạt động. Sau khi làm mát, nhiệt độ bên trong máy giảm còn 35 độ C thì quạt tự ngừng. Chế độ này giúp tiết kiệm điện năng và giảm thiểu bụi bẩn hút vào máy. Đồng thời, Hồng Ký cũng trang bị đèn báo quá nhiệt cho máy hàn điện tử MMA 300 Pro. Khi nhiệt độ bên trong máy tăng cao, đèn báo quá nhiệt sẽ sáng. Đồng thời, máy sẽ ngừng hoạt động để bảo vệ bo mạch bên trong và tăng tuổi thọ của máy. Tuy vậy, lúc này quạt tản nhiệt vẫn hoạt động. Điều này giúp nhiệt độ bên trong máy giảm đến mức an toàn. Đến khi đèn báo quá nhiệt tắt, máy sẽ hoạt động trở lại như bình thường. Về chế độ bảo hành, thợ hàn có thể yên tâm vì sử dụng sản phẩm được bảo hành chính hãng Hồng Ký đến 18 tháng trên cả nước. Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm về sản phẩm, đừng quên để lại thông tin bên dưới phần bình luận hoặc liên hệ nhanh với Hồng Ký qua hotline 1900 636 536. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới để không bỏ sót bất kỳ thông tin nào từ công ty Hồng Ký. Trong video sau, chúng ta sẽ cùng khám phá kỹ hơn về công lực và cách vận hành máy để cho ra mối hàng chất lượng nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.